Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Ngày hôm nay đứng cạnh chúng tôi đó là một chiếc xe SUV 7 chỗ hạng sang Land Rover Discovery. Có lẽ đây là chiếc xe mà bị nhái tên nhiều nhất trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua và chắc hẳn là nhiều quý vị đã biết. Và chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc với giá bán là 5 tỷ 295 triệu đồng, đã bao gồm một số những tùy chọn cao cấp. Vậy thì chiếc xe 7 chỗ ngồi dài gần 5 mét này có những cái gì thú vị? Mời quý vị của chúng tôi trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn một chút về thiết kế của nó. Thông thường thì những cái dòng xe sang hay là xe cao cấp, cái sự thay đổi mà thiết kế giữa các phiên bản hay giữa các đời xe với nhau thường là rất ít. Và Land Rover cũng vậy. Thì đây là chiếc xe của năm 2021. Mặc dù đã có một số những thay đổi nhưng mà chỉ là cái thay đổi hết sức tiểu tiết và chúng ta phải hết sức tinh tế mới có thể nhận ra. Đầu tiên đó là sự cải tiến về đèn chiếu sáng. Đèn chiếu sáng bây giờ sử dụng toàn bộ công nghệ LED và có thiết kế đa khoang rất khác biệt. Tiếp đó là giải đèn LED chiếu sáng ban ngày đặc trưng. Ngoài ra toàn bộ phần cản trước, cản sau và khe hút gió cũng đã được thay đổi so với trước đó. Và dĩ nhiên một chi tiết mà không thể thiếu đó chính là đặc trưng của thương hiệu Land Rover, đó chính là mặt ca lăng. Thì phần này gần như là chỉ có thay đổi cực kỳ nhẹ, rất nhẹ so với trước. Và khi quan sát ở cản trước, cản sau và hai bên gương, chúng ta sẽ nhìn thấy một hệ thống camera. Đây không chỉ là hệ thống camera quan sát 360 độ như là nhiều dòng xe khác, mà còn có thể giúp chúng ta quan sát ở phía dưới gầm xe. Như vậy là khi mà chúng ta di chuyển trên địa hình off-road chẳng hạn, thì người lái ngồi trên ghế lái mà lại có thể quan sát được toàn bộ phần gầm xe, khu vực bánh trước, xem là chúng ta đang di chuyển qua cái gì. Ví dụ như là chúng ta có thể lánh được những cái hố sâu, hoặc là chúng ta có thể lánh được những cái tảng đá hộc vân vân trong cái quá trình di chuyển trên địa hình khó khăn hoặc địa hình off-road như vậy. Ngoài ra kính lái của chiếc xe này cũng là loại chống ồn cao cấp. Ở phía sau xe, một trong những chi tiết mà để nhận diện đến cái sự khác biệt giữa Discovery và các xe khác trong gia đình của Land Rover, đó chính là cái khu vực này. Khoang chứa biển số thiết kế lệch, thậm chí là chúng ta có thể nhận ra từ tít đằng xa đã có thể nhận ra là đây chính là Discovery. Ngoài ra một số những cái đặc điểm nổi bật khác phải kể đến, đó chính là cánh lướt gió cỡ lớn, tích hợp đèn phanh trên cao và cản sau đã được thiết kế lại. Và đương nhiên, toàn bộ đèn hậu là sử dụng công nghệ full LED. Bên dưới capo là một động cơ chỉ có 2.0 lít, 4 xi lanh thẳng hàng. Nhưng mà công suất và sức kéo, quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình, thực sự là rất kinh ngạc với một động cơ cỡ nhỏ như vậy. Công suất lên tới gần 300 mã lực và mô men xoắn 400 Nm. Và thông số quan trọng hơn rất nhiều, đó chính là sức kéo đạt được ở số vòng tua cực kỳ thấp, 1.500 vòng một phút, và kéo dài như vậy đến lúc 4.500 vòng một phút. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta di chuyển trên đường xấu, ngay khi chỉ cần chúng ta nhích nhẹ chân ga, rất nhẹ chân ga, là chiếc xe đã đạt sức kéo tốt nhất. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi mà chúng ta đi off-road. Khi mà di chuyển trên địa hình rất khó khăn, tốc độ chậm, thì chúng ta chỉ cần nhích nhẹ chân ga, chiếc xe cũng có thể tiến lên một cách rất mạnh mẽ. Và việc đạt được sức kéo ở số vòng tua thấp cũng đồng nghĩa với việc là động cơ sẽ bền bỉ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và đi cùng với động cơ này là một hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Một chiếc SUV hạng sang mà có giá hơn 5 tỷ thì đương nhiên là hệ thống treo cũng sẽ rất khác với các dòng xe phổ thông. Chiếc xe này được trang bị hệ thống treo khí nén, điều khiển điện tử điều chỉnh độ cao bằng điện tử. Và cái khoảng sáng gầm xe khi mà hạ thấp nhất khoảng 207mm, có nghĩa là hơn 20cm, tương đương với các dòng xe crossover. Nhưng mà khi mà nâng cao tối đa thì khoảng sáng gầm xe lên tới 283mm, có nghĩa là tương đương với các dòng xe bán tải có khoảng sáng gầm xe cao hàng đầu trên thị trường Việt Nam hiện nay. Theo đánh giá của tạp chí chuyên ngành uy tín hàng đầu trên thế giới, đó là Autocar, nơi mà tôi đã có một khoảng thời gian gần 6 năm làm việc, thì Land Rover không phải là hãng xe đi đầu trong việc là sản xuất ra hệ thống khung gầm vận hành tối ưu trên đường đẹp hay là xa lộ, nhưng mà lại vô địch khi mà di chuyển trên địa hình xấu hay là off-road. Và chiếc xe này có kích cỡ la răng khổng lồ 22 inch, đi cùng với đó là lốp kích cỡ rất lớn 285/40 R22. Khi ngồi vào khoang nội thất thì chắc hẳn là chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái sự phàn nàn gì về mặt chất liệu của chiếc xe này. Ví dụ như là ghế, toàn bộ ghế là bọc da cao cấp, và tất cả những cái gì mà chúng ta chạm tay, ví dụ như là tì tay, táp lô, táp pi cửa, tất cả đều là chất liệu mềm. Cả hai ghế trước đều có một cái tì tay, điều chỉnh được độ cao rất linh hoạt. Đó.
và chúng ta có một cái tư thế ngồi vô cùng thoải mái. Và cả ghế lái và ghế hành khách đều chỉnh điện đa hướng, và thậm chí là cả hai ghế đều có chức năng nhớ 3 vị trí. Và một chi tiết mà tôi cũng rất ấn tượng đó chính là gối tự đầu có thể điều chỉnh khoảng cách rất linh hoạt. Và thậm chí là hai bên đầu cũng có thể điều chỉnh ở cả hai ghế luôn. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái tư thế ngồi rất chắc chắn, như là ghế ở trên máy bay vậy. Vô lăng thiết kế rất đặc trưng. Và trên vô lăng này chúng tôi lại gặp một cái yếu tố rất đặc trưng của thương hiệu Land Rover, đó chính là những cái điểm nhấn bằng kim loại hay là hợp kim đều được dập nguyên khối. Và tất cả những cái nút bấm đều được thiết kế liền mạch để tạo cái nét đặc trưng, đồng thời là cũng để hạn chế những cái bụi bẩn, những cái khe kẽ bụi bẩn khi mà chúng ta di chuyển trên địa hình off-road. Và bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu đó là lễ chuyển số thể thao. Trung tâm tablo đó là một màn hình kích cỡ rất lớn, tới 11,4 inch, có thể nói là màn hình cực kỳ lớn. Tuy nhiên là thiết kế vẫn theo kiểu truyền thống, tức là vẫn nằm ở cái vị trí quen thuộc. Và đi cùng với màn hình này là một hệ thống âm thanh vòm cao cấp Meridian. Trên màn hình này thì chúng ta có thể kiểm soát được tất cả những chức năng của xe. Và ở đây có cả kích hoạt camera 360 độ và camera quan sát khi mà di chuyển trên địa hình off-road. Như lúc nãy chúng tôi đã nói, tức là hệ thống camera này có hai chế độ quan sát. Một là quan sát 360 độ, như các loại camera 360 độ thông thường. Thứ hai là quan sát khi mà di chuyển trên địa hình off-road, tức là chúng ta còn có thể quan sát được ở dưới gầm xe, khu vực phía trước. Như vậy là bánh xe đang di chuyển trên cái gì, trên hòn gạch hay là chuẩn bị qua một cái hố, là chúng ta cũng có thể biết được để mà tránh, để mà an toàn hơn. Và trên màn hình này chúng ta còn có thể kiểm soát một cái thứ mà vô cùng quan trọng, mà tất cả những ai, tôi khẳng định là tất cả những ai mà sử dụng xe cao cấp, chúng ta cũng đều đề cao, đó chính là chất lượng không khí. Thì chiếc xe này có hệ thống lọc không khí đạt chất lượng là PM2.5, có nghĩa là có thể lọc được những cái hạt bụi mịn có kích cỡ là 2,5 micron. Chúng ta hình dung là cái sợi tóc của chúng ta đã rất nhỏ rồi, nhưng mà cái đường kính của cái sợi tóc của chúng ta còn gấp khoảng 30 lần cái hạt bụi mịn kích cỡ là 2,5 micron. Mịn đến mức độ như vậy, khi mà trong không khí mà có nhiều cái hạt bụi mịn như thế thì chúng ta có thể nhìn ra ngoài trời sẽ thấy là có một cái lớp gì đó cứ mờ mờ, như kiểu là sương mờ vậy, như kiểu là sương mù. Thì hiện tại ví dụ như là chúng tôi đang đứng ở trong căn phòng này thì chất lượng không khí là đang rất tốt. Rất tốt. Khi mà chúng ta di chuyển ra những cái vùng ô nhiễm thì xe có thể cảnh báo lên đến màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu tím, thậm chí là ở mức rất nguy hiểm. Và khi mà bụi mịn trong không khí ở mức độ là dày đặc và nguy hiểm thì sẽ tấn công vào hệ thống hô hấp của chúng ta và sẽ gây ra những cái căn bệnh rất là phổ biến hiện nay, ví dụ như là đột quỵ, tim mạch hay là ung thư phổi chẳng hạn. Đó là những căn bệnh mà rất phổ biến ở cái thời đại ngày nay. Hiện tại thì những chiếc xe mà tôi đang sử dụng thì không có cái chức năng lọc không khí tiên tiến như thế này, nhưng chắc hẳn là chiếc xe trong tương lai mà tôi sẽ mua sẽ phải có tính năng này. Và hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập thì vẫn giữ nguyên những cái núm xoay kiểu truyền thống, nhưng mà bản thân những cái núm xoay này cũng là những cái màn hình, có thể nói là vừa tạo cái cảm giác tinh tế mà chúng ta cũng rất là dễ dàng khi mà sử dụng. Ở khu vực điều khiển trung tâm thì cần số cũng đã được thiết kế lại, tạo cảm giác cầm gọn gàng hơn. Và bên cạnh đó là một núm xoay có thể thò thụt để chúng ta lựa chọn các chế độ vận hành, ví dụ như là Eco, Comfort, di chuyển trên địa hình cỏ, tuyết, trên địa hình bùn lầy, trên địa hình cát, trên địa hình đá, và cuối cùng là khi lội nước. Có thể nói rằng chiếc xe này có những cái chế độ vận hành mà vô cùng dồi dào, và trong bất kỳ một cái điều kiện nào chúng ta cũng có thể có một cái chế độ lựa chọn phù hợp. Ngoài ra trong không gian này chúng ta cũng có thể nhìn thấy một số những trang bị hết sức cơ bản khác, ví dụ như là khay sạc không dây, các cổng sạc rất nhiều, và đương nhiên là không thể thiếu được cửa sổ trời cỡ lớn. Và đây là khoang thứ hai trên chiếc xe Land Rover Discovery. Để tạo cái sự thoải mái cho người ngồi trên xe thì tất cả những cái thứ gì mà liên quan đến việc điều khiển hay là điều chỉnh đều được kích hoạt bằng điện. Ví dụ chúng ta có thể điều chỉnh độ ngả lưng ghế hoàn toàn bằng điện. Hệ thống điều hòa thì ở đây có thêm một dàn lạnh riêng độc lập với phía trước, nhưng mà vẫn có hai núm xoay để phục vụ cho hai người trong quá trình sử dụng. Và ở đây có tới 4 cổng sạc với 3 định dạng khác nhau, như vậy là chúng ta có thể rất linh hoạt trong quá trình sạc các thiết bị di động. Một số tiện ích khác ở hàng ghế sau phải kể đến đó chính là cửa sổ trời riêng phục vụ cho hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3.
hay là đèn đọc sách riêng cho từng ghế ngồi. Chỉ có một chút đáng tiếc mà chúng tôi cảm nhận thấy trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là cái lưng ghế có lẽ là thiết kế không được ôm chỗ lắm. Để ra vào hàng ghế thứ 3 thì chúng ta sẽ cần phải có hai thao tác. Đầu tiên đó là bấm vào nút bấm điều khiển điện để gập cái lưng ghế hàng ghế thứ 2 xuống. Tiếp đó là chúng ta trượt bằng tay. Đó. Và theo đánh giá của chúng tôi thì cái lối ra vào hàng ghế thứ 3 có thể nói là ở mức độ là tiện lợi trung bình thôi, chứ không được rộng rãi như một số dòng xe phổ thông. Bây giờ thì tôi đang ngồi hàng ghế thứ 3 trên Lenovo Discovery. Không gian thì ở mức độ là vừa đủ với một người cao khoảng 1m7. Và tiện ích thì cũng chỉ ở mức cơ bản, bao gồm có đèn đọc sách, cửa sổ trời. Cả hai cái vị trí ghế ngồi của hàng ghế thứ 3 đều có một cái hộp chứa đồ nhỏ để đựng các thiết bị di động và tích hợp một cái cổng sạc ở bên trong. Và cái thiết kế này khá là tinh tế và an toàn khi mà chúng ta di chuyển trên đường, trên địa hình off-road. Và đây là khoang hành lý tiêu chuẩn trên Lenovo Discovery. Khi mà cả 3 hàng ghế đều sử dụng thì độ sâu của khoang hành lý chỉ khoảng 25-26cm. Nếu như chúng ta muốn xếp nhiều hành lý thì chúng ta sẽ cảm thấy hơi buồn một chút, hơi buồn. Nhưng mà có một cái hay là cái tấm đỡ khoang hành lý này lại có thể ngả ra để tạo thành một cái chỗ ngồi chúng ta có thể ngồi để câu cá hoặc là ngồi ngắm cảnh, khá là thú vị. Và khi mà muốn tối ưu không gian chứa đồ, chúng ta có thể gập hàng ghế thứ 2, gập hàng ghế thứ 3, tất cả hoàn toàn bằng điện. Đó, hàng ghế thứ 3 và bây giờ là hàng ghế thứ 2. Xong, một sàn phẳng rộng mênh mông, chúng ta có thể ngủ được. Và tấm đỡ khoang hành lý này cũng có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng điện. Như vậy là chúng ta vừa mới dạo quanh một vòng chiếc xe Lenovo Discovery 2021 với mức giá gần 5,3 tỷ đồng. Và quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Nó có thực sự hấp dẫn hay không? Và với cái tầm giá này, chúng ta có những lựa chọn nào khác hấp dẫn hơn hay không? Xin hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.